Rita từ du học Inspiral. Ngoài Trung Quốc ra thì các bạn nghĩ là còn quốc gia nào khác để mình học tiếng Trung một cách hiệu quả nữa hay là không? Sau khi mà dịch Covid bùng phát tại thành phố Vũ Hán từ cuối năm 2019 thì Trung Quốc đã thực hiện lệnh đóng biên nghiêm ngặt cho đến thời điểm hiện tại, cho nên có rất là nhiều bạn muốn đi học tiếng Trung đành tạm hoãn giấc mơ du học của mình. Nhưng mà bạn có biết là nếu như mà bạn đi học Singapore thì bạn có thể cải thiện được hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng trong giáo dục, trong du lịch, trong kinh tế. Nhưng mà phần lớn người dân sống tại Singapore là người Hoa, cho nên là bạn có thể là rèn luyện thêm tiếng Trung của mình rất là hiệu quả sau giờ học. Với nhiều khóa học linh hoạt từ 1 tuần cho đến là 12 tháng thì khóa học tiếng Trung 8 tuần được khá là nhiều bạn yêu thích khi du học Singapore, bởi 2 tháng là thời điểm khá là lý tưởng để bạn có thể là giao tiếp ổn trong môi trường quốc tế, không mất quá nhiều thời gian, không mất quá nhiều chi phí. Sau việc mình xin visa du học nó cũng khá là thuận lợi, chỉ mất từ 2 đến 4 tuần trước kỳ nhập học. Trường ngôn ngữ Bilingual Singapore chắc chắn mang lại cho các bạn sự trải nghiệm thú vị và học tiếng Trung vô cùng hiệu quả. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn về khóa học tiếng Trung 8 tuần tại trường Bilingual Singapore nhé. Thì học phí là hiện tại là 4.510 đô sing, bao gồm tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền tài liệu. Thời gian các bạn học là 25 giờ trên tuần, 5 giờ trên ngày. Mình sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6 với 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Phí ghi danh hiện tại là 535 đô sing. Bên cạnh học phí thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm một số phụ phí như là phí khám sức khỏe từ 50 đến 65 đô sing tùy phòng khám. Phí làm Student Pass tại Singapore là 120 đô sing. Phí test COVID Singapore, tại Singapore nếu như các bạn được yêu cầu thì khoảng 15 đô sing. Về chi phí ăn ở thì chi tiêu trung bình một tháng của sinh viên thì tầm khoảng là 1.000 cho đến 1.500 đô sing, bao gồm là ăn ở đi lại. Bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tìm chỗ ở miễn phí. Về giá phòng xe ba tại Singapore thì trung bình khoảng là 450 cho đến 500 đô sing một tháng. Giá phòng xe 2 thì tầm khoảng là 650 cho đến 750 đô sing trên tháng. Giá phòng đơn, phòng master, phòng khép kín có toilet ở bên trong á, thì tầm khoảng là 1.300 cho đến là 2.000 đô sing một tháng. Như vậy thì trung bình một tháng tiền học, trung bình 2 tháng chi phí là học và ăn ở của sinh viên sẽ tầm khoảng là 130 triệu. Hiện tại thì cả Việt Nam và Singapore đều đã mở cửa rồi và người dân đi lại giữa hai quốc gia cũng tương đối thuận lợi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn cần phải test COVID trong vòng 24 giờ trước khi bay. Thông thường là các bạn chỉ cần test ART là được. Lưu ý là khi bạn test ART thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Nếu như chỉ mua que test thôi hoặc là mang ra sân bay thì không được. Ở sân bay hai quốc gia này đều có dịch vụ test ART và có kết quả trong tầm khoảng là 30 phút. Chi phí thì nó cũng không có quá cao đâu, chỉ tầm khoảng là 150.000 cho đến là 200.000 đồng Việt Nam. Thì bên mình sẽ cập nhật thêm nhiều cái thông tin về nhập cảnh nếu như mà giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore có sự thay đổi nhé. Trên đây muốn chia sẻ với các bạn về khóa học tiếng Trung 8 tuần tại Singapore, cụ thể là trường ngôn ngữ Bilingual. Mình hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ Inspiral.edu vào số hotline 0943 556 128 hoặc email info@inspiral.edu.com được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.